Tập 39. Thần thiếp, chỉ vì tương lai của đại tần, có chết cũng phải giết con của ả. Trước khi Lệ Cơ có thai, từng xuất cung nhiều ngày, đại vương cũng biết rõ mà. Đêm hôm đó, ả với sư huynh của ả qua đêm ở bên ngoài. Làm sao đại vương khẳng định đứa con trong bụng của ả là con của người? Cái gì vậy hả Mẫn phu nhân? Tỷ có biết là tỷ đang nói cái gì không? Nó thực sự là cốt nhục của ta và đại dương. Chỉ là lời nói. Lệ Cơ, vậy cô có dám thề không? Cô có dám thề rằng Thiên Minh là con của đại dương không? Không dám chứ gì. Cả thề cũng không dám. Dựa vào đâu mà bắt bổn cung tin? Có miếng. Thanh Nhi. Dạ. Đưa phu nhân hồi cung. Dạ. Phu nhân. Nàng cũng biết ai quả nhân cũng có thể giết, nhưng mà quả nhân cho rằng phải để cho nàng được sống tiếp. Quả nhân phải cho nàng tận mắt nhìn thấy quân Tần công phá Hàm Đan, đó mới là sự trừng phạt dành cho nàng. Nghe nói Doanh Chính dự định phái Dương Tiễn làm đại tướng, Dương Đoan Hòa và Tân Thắng làm phó tướng, dẫn 20 vạn quân tấn công nước Triệu. Đại nhân, nếu như khoanh tay đứng nhìn, ta vẫn chưa giành lại được dương vị. Đại Triệu ta đã bị quân Tần tiêu diệt rồi. Đã có Lý Mục tướng quân dựa vào hai tiểu tử Dương Đoan Hòa và Tân Thắng thì làm gì được Đại Triệu chứ? Dạo này Quách Khai lại bắt đầu âm thầm sử dụng tới thủ đoạn. Hắn với Đột Nhược thường xuyên qua lại, thường hay bảo môn khách tập trung lại bàn thị phi. Năm xưa Lý Mục tướng quân từng phản đối phụ dương, lập Triệu Thiên làm thái tử, Sương Hậu và Quách Khai đến nay vẫn âm hận ở trong lòng. Đừng để bọn gian thần giở trò trước mặt của đại dương ảnh hưởng tới địa vị của Lý Mục tướng quân là được. Lão phu đột nhiên nhớ lại, công tử, Mẫn phu nhân dạo này có đưa thư về không? Hình như cô ấy đang gặp phải vấn đề. Ta đã cho người đi thăm dò rồi, nhưng mà Doanh Chính hạ lệnh giam lỏng Mẫn Đại, e là sự việc đã bị bại lộ. Phu nhân, người đừng quá đau lòng. Những chuyện này qua một thời gian nữa sẽ ổn. Tại nô tỳ hết. Những chuyện gây sảy thai đâu phải chuyện nhỏ gì. Nếu nô tỳ chú ý một chút thì đã không xảy ra chuyện này. Nô tỳ... Thành Nhi, ta đã sai rồi phải không? Phu nhân không làm gì sai. Phu nhân là người đẹp nhất, lương thiện nhất, thông minh nhất mà Thanh Nhi từng gặp. Phu nhân không làm gì sai hết. Ta đã động chân tình với đại dương,
có phải là đã sai rồi không? Phu nhân người tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. Đại Dương chỉ nhất thời tức giận, giả lại còn bị Mẫn phu nhân quấy nhiễu tâm tư. Đại Dương thật sự rất yêu người, vì vậy lúc nhất thời nảy sinh sự hiểu lầm về người là lỗi của Mẫn phu nhân. Phu nhân đâu có lỗi gì. Giữa ta và Doanh Chính mối quan hệ không ngờ lại bị phá vỡ, chỉ bởi vì vài ba câu nói của người khác. Có phải là quá bi đát rồi không? Phu nhân, người cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Được rồi, người uống hết chén thuốc đi. Thanh Nhi à, người lui ra ngoài đi, ta muốn được yên tĩnh một mình. Vậy phu nhân nghỉ ngơi, Thanh Nhi sẽ đứng hầu bên ngoài. Nàng nghĩ con của chúng ta là công tử hay là công chúa? Nếu như sinh công tử thì đặt tên là Dương Nhi, nếu như sinh công chúa thì đặt tên là Nguyệt Nhi. Chẳng phải nàng thích ngắm trăng sao? Sao hả? Dương Nhi với Nguyệt Nhi có phải rất hay không? Quả nhân ghen với hạng thân, quả nhân ghen với tất cả mọi nam nhân ở bên cạnh nàng. Quả nhân xin thề với nàng, sau này sẽ không đối với nàng như vậy nữa. Đa tạ nàng đã chịu về lại bên cạnh quả nhân. Lý Trọng. Đại Dương, Khanh nói thử, những lời Mẫn phu nhân nói có phải là sự thật không? Chuyện của Đại Dương và phu nhân thật không tiện để nói gì. Không sao, quả nhân chỉ muốn biết, nếu Khanh không phải một thần tử mà chỉ là bằng hữu của Lệ phu nhân, là một người ngoài cuộc, thì trong mắt Khanh, Lệ phu nhân có phải hạng người làm ra chuyện có lỗi với ta không? Đại Dương, cho thần nói thẳng, phẩm hạnh của phu nhân thanh cao, bôn giả hiền lành, lại giàu chính nghĩa, người có nguyên tắc như phu nhân, thần cho rằng phu nhân chọn ai thì sẽ chung thủy cho tới cùng. Thật ra quả nhân cũng biết Lệ phu nhân không phải hạng nữ nhân lẳng lơ. Nếu cô ấy thực sự nói lại tình xưa với sư huynh, thì sao cô ấy có thể vui vẻ chia sẻ chuyện của thai với quả nhân như vậy? Nhưng mà chỉ cần quả nhân nghĩ tới chuyện cô ấy qua đêm với nam nhân khác, cộng thêm những chuyện trước kia, với tư cách là nam nhân, một nam nhân bình thường, ta thực sự khó lòng vui quanh. Đại Dương, thần là người ngoài cuộc, thật sự không tiện để nói nhiều điều. Đại Dương thông minh tinh tường, thần tin là vài ngày nữa người sẽ tự có quyết định của mình. Từ từ thôi. Báo! Bà báo Lệ phu nhân, Sở lương nhân đến. Trong thời gian này ả tới đây làm gì? Phu nhân người đừng gặp, Thanh Nhi sẽ đuổi khéo ả. Mời tỷ ấy vào đây.
Dạ. Tham kiến Sở Lương Nhân. Lui ra đi. Dạ. Nghe nói Lệ phu nhân không khỏe trong người, hôm nay tỷ tỷ đặc biệt tới thăm muội muội. Loại này là loại quýt dân mộng nổi tiếng nhất Nam Sở. Sau khi đến nước Tần ít khi có dịp ăn. Hễ vừa vào mùa quýt, phụ dương mẫu hậu sai người đưa tới. Hôm nay tỷ mang đến cho muội nếm thử. Quýt mang tới từ Nam Sở, vừa tươi vừa mọng nước. Mau nếm thử đi. Loại quýt này ngọt thật. Nếu như muội thích ăn, sau này tỷ tỷ sẽ thường mang tới cho muội ăn. Thật ra muội cũng rất ngưỡng mộ tỷ. Ngày nào cũng mặc y phục sang trọng đẹp đẽ, sống một cuộc sống đơn thuần, ngây thơ như vậy cũng rất tốt. Ta thừa nhận, lúc còn ở nước Sở, được phụ dương mẫu hậu nâng niu trong lòng bàn tay, sau khi đến Tần lại được Sở Thái hậu sủng ái. Trong cung cũng làm ra nhiều chuyện quá đáng với các muội, mong muội muội thứ lỗi. Huống hồ gì chuyện của Hàng Phi tiên sinh cũng nhờ có muội muội ta mới có thể rửa oan. Thực ra muội cũng không biết hôm nay Sở Lương Nhân tới tìm muội là vì chuyện gì. Chắc là có chuyện gì muốn nhờ muội giúp hả? Bây giờ Mẫn phu nhân thất thế, nỗi oan của Sở Lương Nhân cũng đã được rửa sạch. Chắc Sở Lương Nhân cũng muốn muội nói vài câu tốt đẹp với đại dương, để tỷ thoát khỏi danh phận một lương nhân, trở về Chiêu Đức Cung làm Sở phu nhân một cách long trọng, đúng không? Đúng thật là những tâm tư của ta lại bị muội muội nhận ra rồi. Đương nhiên, nếu như muội muội có thể nói vài câu tốt đẹp với đại dương, tỷ tỷ sẽ vô cùng cảm kích. Đa tạ muội muội trước. Báo. Lương nhân không hay rồi, Tổ Thái hậu đã quy tiên. Gì hả? Tổ Thái hậu đã quy tiên. Sở Lương Nhân, Tổ Thái hậu, con thật bất hiếu, con vẫn chưa hiếu kính với người thì người đã đi, con vẫn chưa làm được gì cho người. Sau này chỉ còn Nhược Nhi sống trong Tần cung, con phải làm sao? Người bỏ một mình con ở lại Tần cung, con phải làm sao? Không được, ta phải đi gặp Tổ Thái hậu. Lương Nhân, Lương Nhân, Lương Nhân. Con xin lỗi,
Khoảng thời gian trước Lệ Nhi không được khỏe, vì vậy không thể tới thăm người được. Xin Thái Hậu lượng thứ. Chỗ này lạnh quá. Bổn cung sống ở đây rất cô đơn, rất buồn bã. Thái Hậu đang yếu trong người, Nam cung lại lạnh lẽo, không thích hợp để dưỡng bệnh đâu. Sau khi con hồi cung sẽ nói với Đại Dương để người được chuyển tới cung điện khác ấm áp hơn một chút. Không cần, ta không muốn đi đâu hết. Ta không muốn chết tại Hàm Dương. Thái Hậu à, tâm trạng thương nhớ quê nhà con có thể hiểu được. Hàm Dương tới Hàm Đan đường xá xa xôi, phải bôn ba nhiều ngày. Bây giờ sức khỏe của người đang yếu, thực sự không thích hợp đi đường xa đâu. Ta mặc kệ. Thái Hậu à, mặc kệ. Ta muốn về Hàm Đan, ở đó mới là nhà của ta. Dù có chết, ta cũng muốn chết ở Hàm Đan. Con đi nói với Chính Nhi, bảo nó đưa ta về Hàm Đan được không? Nếu nó không đồng ý, ta liều chết. Dù có thế nào, ta cũng phải quay về. Lệ Nhi, hãy giúp ta có được không? Hả? Thái Hậu, người nằm xuống trước đã. Đắp vào. Thần thiếp thăm kiến Đại Dương. Phu nhân có chuyện gì? Thần thiếp muốn cầu xin Đại Dương chấp thuận một việc. Hiếm khi phu nhân có việc muốn xin quả nhân chấp thuận. Theo những gì ta hiểu về nàng, chuyện nàng cầu xin không phải chuyện riêng của nàng, mà là chuyện của người khác, có đúng không? Đại Dương đoán rất đúng. Thần thiếp đang muốn thỉnh cầu Đại Dương cho Thái Hậu trở về nước Triệu. Thái Hậu? Chuyện Thái Hậu về nước Triệu do Thái Hậu nói với nàng sao? Đại Dương, Thái Hậu đang bệnh rất nặng, dạo này cũng càng ngày càng không tỉnh táo hơn. Hơn nữa sức khỏe của Thái Hậu vốn không tốt, lại còn bị bệnh giặc liên miên. Thần thiếp lo lắng rằng Thái Hậu không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thái Hậu cũng đã từng nói với thiếp, nếu như có một ngày Thái Hậu mất thì cũng mong được chết tại Hàm Đan. Vì vậy Lệ Như muốn thỉnh cầu Đại Dương, mong Đại Dương có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Thái Hậu. Thì ra là như vậy. Quả nhân đã quá lơ là với Thái Hậu. Phu nhân thực sự là người có hiếu. Nhưng mà với tình hình hiện nay, để nàng với Thái Hậu về Triệu e là không thể được. Đại Tần đang định tấn công nước Triệu hay sao? Đúng vậy. Đại Tần ta nếu đã diệt Hàn, kế hoạch thôn tính nước Ngụy cũng đã thành. Trong số ba nước chỉ còn lại nước Triệu. Nhưng mà nước Triệu sức lực vững vàng, trận này e là sẽ rất kịch liệt. Quả nhân chỉ lo mỗi một điều, nếu bây giờ mà để nàng với Thái Hậu vào Triệu, chiến sự hỗn loạn, ta không muốn nàng đi mạo hiểm. Thì ra lại sắp đánh trận nữa rồi. Trong đại nghiệp thống nhất thiên hạ, đây là điều khó tránh khỏi. Nếu như trong lúc này để nàng với Thái Hậu vào Triệu, một khi thân phận bại lộ, quân Triệu biết hai người là Phi Tần và Thái Hậu của nước Tần, tới lúc đó không chỉ có quân Triệu
mà thậm chí cả ba tánh cũng sẽ chống lại hai người. Phu nhân, mặc dù nàng có võ công, nhưng quả nhân chỉ sợ nàng nhất thời mềm lòng ra tay nương tình, trái lại sẽ làm hại bản thân nàng. Xem ra cho dù thiếp có nói gì vẫn không thể cản được đại dương đánh nước Triệu. Đại dương, thiếp có thể hiểu được tâm trạng của người đối với Thái hậu, nhưng mà mấy năm qua người giam lỏng Thái hậu ở Nam Cung, có khi thậm chí một năm cũng không đi gặp Thái hậu một lần, sinh ly tử biệt. Sự trả thù và giày vò đó thực sự đã quá đủ đối với Thái hậu rồi. Nếu như đại dương đồng ý cho thiếp đưa Thái hậu xuất cung, thiếp sẽ giấu giếm thân phận của mình. Đại dương, xin đại dương đồng ý để thiếp đưa Thái hậu về Hàm Đan. Được, nếu nàng đã kiên quyết, nếu quả nhân không đồng ý, chẳng phải cho thấy ta quá vô tình với Thái hậu sao? Quả nhân sẽ phái hộ bộ quân đi bảo vệ hai người. Hắc Kỳ quân do quả nhân và Mông Vũ thống lĩnh sẽ đến sau. Nếu như có chuyện gì, nàng cứ truyền lệnh cho quả nhân. Tạ ơn đại dương, thần thiếp sẽ được phép cáo lui. Được. Triệu Công, có di thần. Chuyện bảo vệ Lệ phu nhân giao cho Lý Trọng thu xếp. Dạ, di thần hiểu rõ. Người có lạnh không? Không lạnh. Lệ Nhi, thật ra trước đây khi còn trẻ, dù hạ hay đông, ta đều mặc y phục mỏng manh nhảy múa, chưa từng cảm thấy lạnh. Bây giờ đáng là gì? Thái hậu à, áo lông của con rất ấm áp, người cứ khoác tạm đi. Không được, ta đã nói là không lạnh mà. Lệ Nhi biết người không lạnh, chỉ là sáng nay Thanh Nhi cho con mặc áo quá nhiều, bây giờ con thấy nóng, áo lại rất ấm. Thái hậu tạm thời cứ khoác nó giùm con. Xin Thái hậu lượng thứ vì Lệ Nhi bất kính. Vậy thì ta sẽ miễn cưỡng tạm thời khoác áo lông này giùm con, để con khỏi chịu nóng. Đa tạ Thái hậu. Lệ Nhi, chúng ta thật sự đến Hàm Đan sao? Đương nhiên rồi. Vậy quá tốt. Ta thấy rất nhớ nước Triệu, lâu nay luôn muốn về thăm. Thật không ngờ chính Nhi thật sự cho ta quay về. Thái hậu à, đoạn đường đi tới Hàm Đan thật sự quá xa xôi. Bây giờ người nghỉ ngơi một chút đi, sau khi tới Hàm Đan có sức đi dạo thỏa thích. Con nói thì phải giữ lời nha. Chuyện đó đương nhiên rồi. Vậy ta ngủ một lát. Đại dương giá đau. Thần thiếp tham kiến đại dương. Mau bình thân. Sao sắc mặt của phu nhân trắng bệch vậy? Chứ không phải hại chết mấy mạng người ở trong cung, bị quan hồn bám theo nên không ngủ được đâu hả? Thiếp sửa soạn để người ngắm. Nếu như đại dương đã không muốn gặp thần thiếp nữa, thần thiếp cần gì phải cố gắng sửa soạn. Được.
Vì quả nhân sẽ đưa nàng tới một nơi, nơi có ý trung nhân của nàng. Mấy ngày nữa ta sẽ phạt triệu. Mẫn đại, nàng hãy đi theo ta. Đại dương phạt triệu mà lại dẫn theo người triệu như thiếp. Đại dương đang thử lòng thần thiếp sao? Hay là đại dương đang muốn thấy khi quân Tần dẫm đạp lên đức triệu, thần thiếp sẽ đưa tay đấm ngực kêu trời quán đất? Hay là khi người thiêu cháy đất triệu, thần thiếp sẽ phải nước mắt thành dòng, không dám đứng nhìn? Tóm lại một câu, nàng nhất định phải đi. Đây là dương mệnh, không được làm trái. Nàng hãy sửa soạn lại. Tính là Triệu Dương Thiên sẽ rất mong chờ được gặp nàng. Thần thiếp tuân lệnh. Phu nhân, phu nhân, phu nhân. Phu nhân, phu nhân. Chính nhi sắp tới Hàm Đan sao? Phải. Sau khi Thái Hậu xuất phát 3 ngày, quân Tần cũng đã lên đường. Bây giờ sắp tới Thuần Lưu rồi. Nếu như chính nhi cũng tới đây, thời cơ ta chờ đợi lâu nay cuối cùng cũng tới. Vậy là đại nhân quyết định để đại dương biết ngài vẫn còn sống à? Ta chờ bao nhiêu năm qua, không phải chỉ chờ ngày này hay sao? Đại nhân, tuyệt đối không thể được. Nếu thân phận của ngài bại lộ, có khi nào đại dương lại ra tay? Một người đã chết đi, đâu thể chết lần nữa chứ. Nhưng mà hùng đồ của đại nhân vẫn chưa hoàn thành. Chẳng phải đại nhân mong chờ ngày sang bằng thiên hạ phò tá bá chủ, trở thành vị vua duy nhất sao? Đúng. Đã qua nhiều năm, không lẽ người vẫn chưa thấy? Ngoại trừ chính nhi, thiên hạ hiện nay không còn quân chủ nào có được bản lĩnh đó. Ta đã sai, đã nhờ. Nước Triệu đã là con cá nằm trên thớt, cho dù là Triệu Thiên hay Triệu Gia, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu. Chỉ có Doanh Chính mới có được thiên hạ. Bây giờ chúng ta còn ở trong phủ công tử. Đại nhân, ngài có dự tính gì? Ta phải gặp mặt Triệu Cơ. Thưa không, lần gặp mặt này rất quan trọng. Ta muốn làm Triệu Cơ hồi tâm chuyển ý. Nếu đại dương đưa bà ấy cùng về Hàm Đan, thì đây chính là cơ hội duy nhất. Người là cung nữ mới tới sao?
ngẩng đầu lên ta xem. Ngươi là nam nhân, giả dạng cung nữ vào chỗ Thái hậu để làm gì? Tại sao xông vào chỗ của Thái hậu? Ngươi đâu? Phu nhân, phu nhân tha mạng. Nói, ngươi tới chỗ Thái hậu làm gì? Tôi chỉ lén lút vào đây để đưa thư cho Thái hậu. Đưa thư cho Thái hậu sao? Thư đâu? Trong người của tôi. Phải là nét chữ của Lã Bất Di không? Ông ấy còn sống sao? Phải. Đúng vậy. Đây là chữ của ông ấy. Chỗ ông ấy hẹn ta tới, chỉ có ta với ông ấy mới biết thôi. Thái hậu, còn cảm thấy chuyện này có điều khả nghi. Chúng ta tạm thời chờ sau khi bàn với đại dương rồi quyết định được không? Không được. Ngươi quay về bẩm báo với đại nhân, cứ nói là Triệu Cơ sẽ đến như đã hẹn. Thái hậu, Lệ Nhi, con mau bảo hắn về đi, Lã Bất Di đang chờ ta. Thái hậu, bây giờ đang là lúc nước Tần và nước Triệu giao tranh. Con cảm thấy nếu người tới đó thực sự không thỏa đáng đâu. Ta không cần biết ai đang đánh ai, ta muốn gặp ông ấy. Nếu con không cho ta đi gặp, ta sẽ chết cho con xem. Thái hậu, Thái hậu à, chúng ta bàn bạc với đại dương rồi mới quyết định được không? Không được, ta muốn gặp ông ấy. Thái hậu bình tĩnh lại đã. Ta muốn gặp Lã Bất Di. Ta muốn gặp Lã Bất Di. Thái hậu, Thái hậu, người nghĩ chút đã. Lệ phu nhân, thần Lý Trọng tham kiến phu nhân. Không biết phu nhân đến nên không kịp nghênh đón, xin phu nhân thứ tội. Lý đại nhân bình thân. Đại dương đâu rồi? Đại dương với Dương Tiễn tướng quân đã xuất doanh rồi. Họ muốn xem đường đi, lập lại tuyến đường tiến quân. Khi nào đại dương mới về? Đi và về ít nhất cũng phải 4-5 ngày. Sao vậy? Phu nhân có chuyện gì sao? Dạo này Thái hậu thường hay quấy phá, cứ hỏi khi nào mới tới được Hàm Đan. Ta đang nghĩ ta sẽ dẫn theo vài tùy tùng đưa Thái hậu ra ngoài đi dạo. Hơn nữa mấy ngày qua Thái hậu không được khỏe, ta sợ sẽ làm liên lụy tới tốc độ hành quân. Hay là ta đưa Thái hậu tới Hàm Đan trước một bước, tới lúc đó chúng ta hội họp được không? Hàm Đan là dương đô nước Triệu, là trọng địa quân sự. Thân sợ phu nhân và Thái hậu tới đó, một khi lộ thân phận e là sẽ có nguy hiểm. Đương nhiên sẽ không bị lộ thân phận người Tần. Hơn nữa Thái hậu là người Hàm Đan, vốn dĩ có giọng nói nước Triệu. Ta dùng thân phận con dâu đi theo, có lẽ là sẽ không ai nghi ngờ đâu. Hơn nữa với thân thủ của ta đã trải qua bao nhiêu chuyện, không lẽ Lý đại nhân vẫn không tin ta? Di thần không dám. Xem ra phu nhân đã suy nghĩ chu toàn rồi, thần cũng không tiện ngăn cản. Hay là gì, một lát nữa thần sai vài thị vệ và cận thần đi theo phu nhân và Thái hậu tới đó, mong là phu nhân hết sức cẩn thận. Làm phiền Lý đại nhân. Di thần xin được cáo lui. Muội muội mặc áo giáp như vậy, chẳng lẽ muốn cùng đại dương ra sức sang bằng nước Triệu sao? Mẫn phu nhân theo đại dương tới đây sao? Đại dương biết rõ muốn trả thù bổn cung thì quỷ nước Triệu chính là cách tốt nhất. Đánh Triệu ngay trước mặt ta, có phải cô rất hả giận hay không? Ta với nước Triệu không thù không oán, chưa từng muốn động tới một ngọn cỏ của Triệu. Chuyến này ta đi theo Thái hậu thôi. Đừng đứng đây giả vờ làm bộ. Lệ Cơ, ta hại chết con của cô, chẳng lẽ cô không hận ta sao? Đương nhiên ta hận chứ. Ta rất muốn một đao giết chết tỷ, trả thù cho con ta ngay trong đêm yên tĩnh. Nhưng ngoại trừ đứa con vô tội đó, ta vẫn còn Thiên Minh. Tỷ thì khác. Sau này tỷ cũng có con của riêng mình. Ta chỉ sợ oán thù cứ nối tiếp nhiều đời, lại tạo thêm một người vừa đáng thương vừa đáng buồn giống như đại dương. Đáng thương? Cô nói đại dương đáng thương à? Đúng, đại dương rất đáng thương, nên đại dương mới muốn trả thù đời.
cô cũng đừng đứng đây tự nghĩ mình thanh cao, bộ dạng cao ngạo không xem ai ra gì của cô. Thật sự vô cùng kinh tởm. Mận phu nhân, chúng ta từng là tỷ muội thân thiết với nhau, nhưng sự ngu muội của tỷ đã hại tỷ trắng tay. Tỷ tự lo liệu đi. Công tử, công tử đã tới. Quách mổ không kịp nghênh đón, xin công tử thứ tội. Không cần khách sáo. Ai không biết yến tiệc của Quách đại nhân là buổi tiệc nổi tiếng nhất Hàm Đan này chứ? Sao ta không tới xem cho được? Công tử mời an tọa. Mời. Trong buổi tiệc có cả những người ta không quen biết. Xin mời. Có phải ngài nên giới thiệu đôi lời cho ta được biết hay không? Đây, mời. Công tử à, vị này chính là thương nhân buôn bán ở biên cương Triệu Ngụy, tên là Đột Nhược. Nhưng mà tính tình của người này có hơi kỳ lạ, không thích qua lại với người mới quen. Xin công tử hãy lượng thứ. Dạo này ta có nghe nói Quách đại nhân qua lại với Đột Nhược rất là nhiều lần, còn nhận được rất nhiều lợi ích nữa. Không. Thật ra bổn quan qua lại với hắn vì có mục đích. Nói vậy là sao? Không giấu gì người, bổn quan đang nghi ngờ hắn là gian tế vào nước Tần sai tới. Gian tế? Quách đại nhân, ngài đã biết Đột Nhược ra sức cho Tần mà còn qua lại mật thiết, tại sao lại vậy chứ? Chính vì thần biết hắn là gian tế của nước Tần, cần phải kéo hắn ở gần bên mình để tiện giám sát. Còn nữa, buổi tiệc hôm nay cũng là thừa cơ mời hắn tới đây để mà thăm dò thực hư. Vậy ngài tính làm gì đây? Công tử à, công tử cứ yên tâm, thần đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi. Hôm nay ngươi cứ việc dùng rượu thịt là được. Đây, mời. Đại ca, nhìn nè, để thấy chuyện này không phải nhỏ đâu, mình không thể chậm trễ được, phải mau giao thư cho đại nhân. Đi. Cẩn thận đó, từ từ thôi. Đại nhân,